Rồi chào cô nhà nha, mai lên tiếp công việc của anh em cho mấy trang của nhà thêm tiếp nha. Ở bên này đầu máy này đang chạy ở Độc Tháp nha cô nhà. Sáng sớm giờ nổ máy chuẩn bị xuất ra đồng nha. Hiện tại đây giờ 4 chiếc, chiếc trước là tài xế trẻ, chiếc kia lên thôi rồi kia là anh Dành với chiếc của anh Mạnh nha. 4 chiếc, chiếc giúp tay, hai chiếc về quê với một chiếc 540 ủ 155 hợp tác nha. Đó, đang bay đang chạy đi đồng nha. Đuôi này là đuôi su que nha. Đó, đuôi này chạy bền dữ lắm luôn. Đồ sửa thì nó hơi khó chút nha. Đó, 155 nè, cũng hợp tác nha. Có cái này của Nguyễn Kino luôn, ba dàn này là 601 hết. Ở vô xếp hàng đậu bà đang đi chạy đi động nha. Đây cái bài trẻ đây, nó là trẻ rồi, khô luôn nha. Hello hello, giúp tay nổ ngập luôn cả nhà. Là thêm hồi giờ từ chiếc chạy ra cho thêm nha. Ở khu này nó chạy rồi đó nè. Chỗ này cũng mình chào. Rồi bắt đầu giọt ra chưa? Giọt ra từ chiếc nha cả nhà. Mới mình chạy xuống nhẹ chậm nha, chưa có xuống lẹ nha. Rồi cho tiếp chiếc thứ ba bỏ ra tiếp, rồi sẽ Dành nha. Còn chiếc này là tiếp đó là 4 chiếc nữa nè. Để một hồi tới chỗ đồng đó mình quay cho cả nhà xem tiếp nha. Cả nhà theo dõi mình tới chỗ đồng mình quay cánh đồng
cái gắp máy cho cả nhà xem nha. Đó tới cánh đồng mà cả nhà ơi, cánh đồng này cái lùn đó nha, thấy chứ không có nhỏ nha cả nhà đâu. Cái khu này là trăm mấy mà lùn như một phước vườn vậy nè, cái lùn ta lên vườn cả nhà. Đó đây anh gắp máy nè, nó chạy đi về tới chỗ gáp nha, gáp dục gom mấy cái cào được thuốc nữa nha, bắt đầu gáp máy nha. Nó làm rồi thấy cũng chắc chả nè cái này đó gì à. Nó bánh thì cắt lên xe vậy nè, nó cũng chạy đi nè, nó thấy không ơi. Mỗi chiếc khác nhau chứ, này cào lớp lượng nó không bằng sắt mỏng, cái nóc mà bằng tôn mỏng. Nó cái này bánh sắt là 95 nha. Có một mẫu bánh một cái nè. Đi tua lét cho cái nào, đi tua lét cho bánh xác nào thôi, chúng làm có một mẫu bông nữa thôi, nhà cái đường đi vậy mà không cảnh mấy cái nào ơi. Qua xa xịn về xuống đây lên cái trần thân cái nè, đó rất tươi đẹp nha. Phong cảnh đồng ven nha, thấy không, cũng quá đẹp luôn. Cái video chia sẻ cả nhà tới đây mình làm được video lên cả nhà xem, nhớ ủng hộ đăng ký kênh nha, cũng nhớ cho mình một like, mình sẽ đăng ký như thế nào. Rồi chào cả nhà.